Ôi, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của công ty Tahico. Thì ngày hôm nay đây thì mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người về cái thứ nhất là về cái con máy Hiroma này. Và cái video chính ở đây mình muốn nói là sự kết hợp giữa cái máy Hiroma và cái bình phun bọt tuyết không chạm này. Thì với nhiều cái sự thắc mắc của nhiều khách hàng thì hỏi là con máy mini hay là đặc biệt là cái dòng máy Hiroma này thì có sử dụng được dung dịch không chạm hay không và có kết hợp được hay không. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn cho mọi người và cũng để giải đáp cái thắc mắc là máy Hiroma là có xài được bình bọt tuyết không chạm cầm tay hay không. Đây, như mọi người đã thấy như trên video và trên tay mình đang cầm cái súng của cái máy Hiroma này. Và đây là cái máy của nó ha. Đấy. Thì như thông thường thì đây là cái đầu để mà chúng ta xịt nước ra. Mình sẽ bật xịt nước cho các bạn thấy này. Thì cái đầu này của nó có thể là chỉnh xòe hoặc là tia đơn được này. Xòe ra này. Vậy thì làm cách nào để chúng ta kết hợp được giữa con máy Hiroma này và cái bình bọt tuyết cầm tay? Đây, cái mấu chốt của nó nằm ở chỗ này. Rất là đơn giản, các bạn có thể vặn và tháo cái đầu này ra ha. Đó, nó có cái đầu ren, chúng ta có thể tháo ra được ha. Và để sử dụng được cái bình này, bình bọt tuyết không chạm đây, thì chúng ta sẽ phải kết nối với một cái đầu khớp nối. Thì cái đầu khớp nối này thông thường thì nó là gọi là cái khớp nối 13, tức là cái kích cỡ răng của nó là khớp nối 13. Và chúng ta sẽ vặn nó vào đây. Đó. Đó, như thế này thì các bạn sẽ thấy nó là đã giống như một cái súng của cái máy cao áp. Nó có thể kết nối được cái back seat hoặc là kết nối được cái bình bọt tuyết không chạm này luôn. Đó. Nhưng mà cái khớp nối 13 này nó có một cái đặc điểm gì? Thì ở đây có một cái điều lưu ý là không phải tất cả khớp nối 13 như thế này đều có thể kết nối được. Mà chúng ta hãy để ý thật kỹ là cái răng của bên trong của cái khớp nối này này, nó có một cái sự khác biệt hoàn toàn. Đó, em zoom cái này lên cho mọi người cảm thấy em. Đó, các bạn để ý kỹ, đây là cái răng của nó này. Đó. Cái răng nó hơi nhuyễn và nó hơi nằm sâu ở phía trong một chút. Còn nếu như mà cái răng đều và nằm đều ra tới mép ngoài này ấy, thì nó không thể xài được. Đó, các bạn để ý nhá, cái răng nó y như thế này. Đó, thì chúng ta mới kết nối được vào cái đầu súng này của máy. Đây, mình sẽ gắn cái bình bọt tuyết này vào đây. Và chúng ta có thể phun được bình thường như tất cả các cái dòng máy cao áp khác luôn. Đó, các bạn để ý nhá, bây giờ mình sẽ bật máy lên. Đây. Đó. Đó, các bạn có thể thấy không? Phun nó vẫn đều và vẫn đẹp như là cái máy cao áp của mình. Đương nhiên thì cái độ tơi bọt và đều bọt thì nó không thể bằng được cái máy cao áp của khi chúng ta sử dụng. Bởi vì sao? Bởi vì cái áp nước của cái máy kia nó đẩy ra mạnh hơn. Thì đương nhiên cái lượng, cái tốc độ của bọt ra nó nhanh hơn. Và một điều nữa là cái độ đều của bọt này nó tơi hơn cái này một chút. Nhưng mà với máy mini mà để chúng ta làm được điều như thế này thì nó cũng rất là tuyệt vời rồi. Chúng ta không thể đòi hỏi gì hơn được nữa. Và có một cái điều nữa là chúng ta có thể gắn back seat vào đây để xịt được luôn. Rồi, gọi chờ chút xíu. Đây, tiếp tục theo đây thì mình sẽ thử gắn cái bec xịt nước vào, xịt ra để cho mọi người thấy nó sẽ như thế nào nhá. Đây, đây chiếc bec xịt của máy áp lực cao này. Đây, mình xịt ra. Đây. Vẫn ra bình thường. Nói chung áp thì cũng khá. Đó. Bây giờ mình đổi thử con bec khác. Đây. Đó. Các bạn có thể thấy. Đó. Ok. Chúng ta khi mà làm xong rồi, chúng ta muốn xịt về cái đầu kia của nó thì chúng ta lại gỡ cái đầu này ra và chúng ta gắn cái này vào.
Đấy. Tất cả các thao tác các bạn có thể sử dụng đều bằng tay rồi nhá, không nhất thiết phải bằng đồ tháo hay cái gì cả. Rồi, vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho mọi người về cái cách để mà chúng ta sử dụng cái súng xịt của máy Hiroma với cái bình bảo tuyết cầm tay như thế nào. Đó, thì mọi thắc mắc thì trong cái video này mình đã giải thích ha, là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bình bảo tuyết cầm tay với máy rửa xe Hiroma được, hay còn gọi là dòng máy rửa xe mini, nếu như tất cả các đầu súng của nó đều tháo ra và đều gắn được cái đầu này. Ok ha. Đó, chúng ta gắn vào như thế này là chúng ta có thể lại xịt bọt ra được rồi. Ok. Rồi, để biết thêm thông tin chi tiết về cái cách làm này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cái số điện thoại ở trên hotline, trên video, hoặc là truy cập vào trang web tahico.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và các bạn nhớ like và subscribe giúp mình nhé.